Anh bằng hôm nay thì em muốn nói về cái vấn đề là bên bên có chủ Cờ Vàng bên Cali. Đúng rồi. Cái thứ nhất là em ngày xưa là em cũng học ở bên Houston của Hoa Kỳ ấy. Ok. Em học thì cũng là có một phần là cũng tác động của bố mẹ, thì mình cũng không nói, thì đấy là bây giờ mình nói là về dân chủ thì mình nói này. Cái thứ nhất em nói anh là những người hải ngoại bên mình ấy, những người hải ngoại bên nước ngoài ấy, đa số là bị cái bọn Cờ Vàng ấy là nó ép buộc, là cái thứ nhất. Nó ép buộc là như nào? Nó ép buộc nhất là phải theo nó. Nó theo nó thì nó mới được, mình mới được làm ăn yên. Mà còn không theo nó sẵn sàng lên chống phá, nó biểu tình, nó đứng trước cửa nhà luôn. Nó ném đủ thứ vào nhà. Mà nó nói gì thì nói, những người Mỹ, đa số những người dân Mỹ, mà dân Mỹ mình không nói là về cái dân Mỹ mà gốc hay là lai lùng gì cả. Đa số là người ta ghét những người Việt Nam mình. Chính vì cái bọn đấy mà nó ghét Việt Nam mình. Bởi vì sao? Cái quận Cam nó không như là cái bọn Cali. Quận Cam có nhiều người Việt Nam mình luôn. Nhưng mà nó cái người Mỹ ở bên Mỹ, cái người gốc Mỹ thì người ta làm ăn quận Cam rất là đơn giản. Người ta rất ủng hộ luôn. Nhưng mà riêng Cali lại không bao giờ ủng hộ luôn. Cali là một này. Cái bọn bọn gì nhỉ? Pennsylvania ấy, là đa số người Việt là bị tẩy chay gần hết. Mà có bọn người 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 Hoa Kiều ấy thì người dân Mỹ lại ủng hộ. Đấy. Bởi vì sao người ta ủng hộ? Bởi vì người ta cái dạng như của người ta gọi là tuân thủ cái luật pháp của bên Mỹ. Còn cái bọn chống cộng của vì cực đoan ở bên mình ấy, là cái chống cộng của cực đoan của bọn Cali ấy, nó làm nhiều cái nó rất là khuất tất. Ngay kể cả trong cái cộng đồng người Việt của bên Cali ấy, nó đã chống đối nhau rồi. Hôm nay là em Chính muốn xác. chia sẻ với biết là để mọi người còn 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 nhiều cái là mình cũng phải là nói gì thì nói. Mình là trên diễn đàn này có thể là mình nói về cho cái người Việt hải ngoại ấy, Đúng rồi. những người yêu nước ấy, phải hiểu rõ cái bản chất của chúng nó. Chúng nó ép buộc cái người dân khi mà đã sang bên đấy nhá, là bắt buộc phải theo cái bọn Cờ Vàng. Không theo Cờ Vàng nó sẽ phá. Đấy. Mà càng phải theo Cờ Vàng ấy, mình mà đã theo Cờ Vàng ấy là phải theo tới cùng. Chúng nó lại là như thế cơ. Không theo tới cùng nó tẩy chay ngay. Nó sẽ loại anh ra khỏi cuộc chơi của nó. Sẵn sàng anh nó có thể là nhiều khi nó tác động của vào cái bọn mà RFA hay là cái bọn mà VOA hay cái bọn đài diễn đàn cái của chúng nó anh ạ. Đúng không? Nó tẩy chay mình, sẵn sàng nó tẩy chay ngay. Nó tẩy chay, nó sẵn sàng nó cho mình ra khỏi cái cộng đồng của nó, mà sẵn sàng là cho mình ra cái là homeless ấy. Là các bọn nó gọi là dạng vô gia cư đấy. Đấy, chúng nó kinh lắm. Em ở cái đợt mà em học ở Houston ấy, là cái đợt em học đấy, em học về cái dạng là công nghệ đấy. Thì chúng nó làm, chúng nó đến tận khu ký túc xá của em, chúng nó bảo mày có theo Cờ Vàng không? Mày có theo cái cờ cờ ba sọc đấy, mình hay nói cờ ba que đấy, mày theo cờ ba que thì mới học được, còn không ấy tao sẽ tẩy chay mày, tao cho mày về nước luôn. Nhưng cùng em học, em vẫn học, em vẫn bình thường. Có nhiều cái sinh viên của mình nhá, em nói là khi mà sang bên đấy là vì chúng nó gọi là ép buộc ấy, chúng nó sợ, nhiều người sợ luôn ấy, sợ chúng nó luôn ấy, phải theo chúng nó. Xong bắt đầu là chúng nó làm cho mình cúc cúc, em phải công nhận là chúng nó cũng giỏi, chúng nó làm cho mình cái thẻ xanh cư trú đấy. Nhưng mà cái thẻ xanh của mình, của Mỹ cấp ấy, là phải theo theo cái bọn Cờ Vàng. Bởi vì là chúng nó cộng đồng đa số Cali là người gốc Việt là nhiều, gần 3 triệu người là gốc Việt, đa số gốc Việt. Cho nên là chúng nó cũng có một cái vấn đề là chúng nó làm ăn rất là tốt, chúng nó quan hệ của nó cực kỳ giỏi luôn. Quan hệ với cái chính quyền của Mỹ, chính quyền gần của Cali ấy. Còn bên bờ sông mà Cali em nói như cái bọn homeless là kể cả người Việt luôn, nhiều người em nói là cả 1 năm rồi khi mà phát phở miễn phí, cái phở gì nhỉ, cái phở phở gì của phố Buôn Sa, nó nói đấy, 1 năm rồi mà ăn được bó phát phở, cái người vô gia cư Việt Nam mình đấy sang đấy để từ cái dạng tị nạn ngày xưa đấy, năm 75 đấy, Đúng. 1 năm rồi có bát phở đấy. Em hỏi anh là nếu mà so sánh cái đời sống Việt Nam mình, 30.000 bát phở quá đơn giản. Cuộc sống của mình bây giờ là đang hòa bình, đang thịnh vượng, mình bây giờ đang phát triển rồi.
gần như dạng mình bây giờ là nếu mà để nói về cái tính toán của quốc tế là về so sánh quốc tế là mình gần như nhất nhì Đông Nam Á luôn, chỉ sau là Thái Lan này, Indonesia này, Malaysia này, còn đâu gần như mình trên hết, kể cả Singapore, à, không Singapore không nói, mình không nói cái thằng Đúng rồi. Singapore thì quá kinh khủng rồi. Mình đang nói về cái bọn Philippines, bây giờ em nói nhập Philippines không bằng mình luôn, Đúng rồi, chắc nhiều chắn cái rồi. bọn, Mình nhiều cái bọn. ở một số nước Đông Nam Á hiện nay như thế này, chính xác là chỉ có hơn mấy nước thì mình phải phải nhìn vào sự thực. Mình Vâng, công nhận là Philippines hơn Lào, Campuchia về hơn Myanmar. Đấy. Thì nhưng mà bây giờ tức là cái tốc độ phát triển của có mình 10 nước, có 10 nước thì mình chỉ thua 4 nước. Này, thứ nhất là Singapore là đứng đầu rồi. Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Mình chỉ thua 4 nước đấy, còn còn trong 6 nước kia là mình hơn nó nhiều chứ. Mà mình bây giờ gần như bằng Malaysia anh em. Nếu bây giờ thu nhập đầu người thì có thể là mình kém nó một tí thôi. Thu nhập đầu người mình bây giờ nếu mà tính bình quân một đầu người của mình bây giờ là cũng vào gần 1.000 đô một tháng chứ, không phải đơn giản không đâu. không không phải mình nói thì mình phải phải nói chính xác thu nhập bình quân đầu người của mình ấy. Thì bây giờ anh nói với Hải Nguyễn này, năm 2017 là tính như tức là số liệu chính xác nhé, số liệu Và tức là của tổng cục thống bình kê quân của đầu ngân hàng châu Á, của ngân hàng ADP tức là ngân hàng phát triển châu Á, là người. 2.650 đô la một đầu người. Nhưng ở Việt Nam có một cái thứ này, anh nói cho Hải Nguyễn về tất cả các bạn biết, là Việt Nam mình là hầu như dùng tức là dùng tiền mặt rất là nhiều, Đúng rồi, đúng rồi. cho nên trốn thuế là nhiều. Anh nói thẳng trốn Mình thuế không là dùng thẻ. từ từ coi như là Đúng rồi. doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những người dân là trốn thuế rất nhiều, cho nên Anh là nói đúng đấy. theo cái tức là tính toán của các nhà kinh tế nhé, thì nếu mà bây giờ chúng mà tính chính xác, nếu mà chi ly kể cả cái chuyện trốn trốn thuế là thì thu nhập bình quân đầu người của mình cứ khoảng xấp xỉ 4.000 đô la trên dưới Đúng tí rồi, đúng. đấy. Nhưng mà Đây không là ai tính cái chuyện mà trốn thuế vào được, anh có kiểm soát được đâu, đúng không? Đấy. em đang nói là cái thu nhập bình quân đầu người nếu mà để mình nói với Ừ. nhau, tức là Đó, đúng rồi. mình không dùng cái về 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 ngân hàng châu Á hay là cái gì Đúng rồi, cả. đấy. Đấy là đang thu nhập mà là bình quân kể cả hộ nghèo hay hộ giàu thì nó bình quân đầu người chia cho đầu Ừ. người thì nó khoảng 3 tháng. Nếu mà mình chăm chỉ đi làm em nói nhá. Kể cả là bây giờ mình chăm chỉ đi làm, một tháng mình cũng có 6 7 triệu bỏ túi. Anh Đúng nghe rồi, không? đúng. Đấy. Thế mình việc gì mà phải đi những chính những cái thằng mà dân chủ cuội ấy là những cái thằng lười lao động, Đúng rồi. em phải là những thằng lười lao động ham ăn biếng làm, những cái thằng chỉ biết ngửa tay ra để lấy cái đồng tiền, xin cái đồng tiền của cái bọn hải ngoại bạ que ấy. Thực ra nó lừa cái bọn kia chứ không phải là Nó lừa các lẫn thằng nhau, cái chương trình khác anh nói là lừa lẫn chúng nó nhau luôn. lừa lẫn nhau. Em nói như cái thằng Tân Thái hôm em chửi nó bảo em mày là cái thằng con hoang thế nọ kia, em bảo ừ tao con hoang nhưng mà tao vẫn là con đất Việt. Sau nó bảo chứ, nó bảo em là nó nói với em là mùng 2 tháng 9 nhá, không tổng biểu tình tao tự tử. Để em nói như Đấy. hôm qua em vẫn thấy nó nhăn răng, nó vẫn khóc lóc. Vâng. Đấy. Cái thằng Tân Thái là một thằng Benny Trương mà ai, cái thằng bắt chột đấy anh. Anh Đúng biết rồi. là bắt chột gì. Biết biết Đấy, biết. em để em thù. Nó còn dọa em, nó bảo tao đến tận nhà mà tao cho người đến tận nhà mày, tao Đấy, xử lý ra đúng rồi. mày. Ừ, mày cứ Ừ đến đấy. đây. Mày, tao mời mày đến nhà tao luôn. Tao mời mày uống nước. Tao là con người Việt Nam, tao là lịch sự. Mày đến đây tao mời mày uống nước, ăn cơm, rồi mày muốn làm gì làm. Nó quay ra nó chửi anh ạ. Thế chứ đấy. Mà trong khi đó là cái thằng Tân Thái là cái thằng bất dạy nhất. Nó còn dọa cái gì nhỉ? Nó mang cái bình dầu cho nó dọa Cái ai bình đấy. xăng, bình Đấy, xăng đó để nó vai. bỏ đấy. Đúng rồi đấy, phát lên vai nó chỉ, nó dọa đấy. Ôi em nói anh, cái thằng đấy em thù, em là thù thằng đấy nhất. Thằng rất vô láo. Bây giờ này anh nói với Hải Nguyễn này, tức là tất cả chúng nó đều có kiểu nó ngồi ở trong phòng lạnh rồi bắt đầu hô hào những người dân ở trong Đấy. nước, mà tội dạ vạ thì những người dân ở trong nước chịu, Đúng chứ rồi. nó đâu có chịu gì đâu. Mà trong khi Em đó nói nó càng kêu gào thì là nó càng có gom góp được nhiều tiền, nó bỏ vào một túi thì nó gửi về cho những bọn dân chủ quậy trong nước được thì mấy thật hào. may là ngay cái cộng đồng người Việt ở bên Cali, em nói anh là chúng nó đã đấu đá nhau rồi. Chúng nó đấu đá từ cái nội bộ của chúng nó. Thì chúng nó không có cái quyền gì mà để can thiệp vào cái Việt Nam mình. Bởi vì chúng nó bây giờ quốc tịch người Mỹ cơ mà. Đúng rồi. Chúng nó có phải quốc tịch Việt Nam đâu. Nếu mà để nó nói mà đi sau năm 95 thì nó là xong quốc tịch, có nghĩa là hai quốc tịch Việt Nam với cả Mỹ. Nhưng mà chúng nó đi toàn từ năm 75, toàn đu càng bám càng đu bè rồi thế kia, chúng nó cũng phải quốc tịch Việt Nam nữa đâu. Ừ. Chúng nó bây giờ quốc tịch chưa? Thế mà vẫn hô hào trong Việt Nam mình à, biểu tổng biểu tình. Em nói anh là còn có mấy cái ông linh mục ấy. Em bây giờ em xin lỗi anh là em xin lỗi anh là xin lỗi cả nhà, có khi là em hơi phạm húy là
về tôn giáo một tí nhá. Không, chứ mình ở đây này, em chỉ nói, anh hiểu ý em chỉ nói những linh mục cực đoan thôi, chống lại chế độ đấy, này do Đảng không Cộng sản Việt đấy. Nam lãnh đạo, chứ mà Đúng, mình không đổ đồng đấy nhá. đúng Đấy, rồi, không đổ đồng, mình không đổ đúng đồng em nói nha. Trong Việt Nam mình 6.000 linh mục nhá, 6.000 linh rồi. mục chỉ có lòi ra ở bên địa phận Vinh với cả Nghệ An thôi. Đa số là nhiều nhá. Ở ngoài Hà Nội mình anh, Có ở giáo Nghệ sứ An Thái Hà, giáo xứ Tây Hà, không giáo xứ Tây Hà bây giờ là yên ổn rồi, có cái đúng thằng rồi, này, Ngọc Nam Phong cái gì đấy, Nguyễn Ngọc Lâm cái thằng Phong, ở trong đấy Sài Gòn này có dòng Chúa Cứu Thế 38 tỷ đồng. ông thằng cha Tân đấy, Tân chó đấy, Tân gọi em chó hay là gọi Tân chó ở giáo xứ coi ở như là Nam. Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai. Đồng Nai. Đấy, hôm em xem cái clip mà đồng chí là em nói là đồng chí là Nguyễn Nguyễn Trọng Nghĩa ấy. Em mà công nhận là ông Nghĩa đấy là ông cũng là những người khẳng khái đến tận nơi mọi người đến, nhưng mà nhiều cái là em nói nhỉ, anh em mình ấy, bây giờ em nói thẳng ra nhá, anh em mình nhiều khi là kết bạn trên Facebook này nhưng mà nhiều người vẫn còn bất đồng chính kiến, không phải bất đồng chính kiến đâu nhá, có thể là nhiều cái nick nó lộn xộn nhưng mà em Cái nói nhá, quan điểm nó khác nhau rồi, quan điểm khác nhau. mình quan điểm khác nhau mà nó lại đấu đá nhau, em thật anh là cái đấy nó mình cảm giác nó nhiều khi mình tranh đấu về cái đúng đắn của mình, nhiều khi là mình lại sai ấy nhỉ. Em thấy cái như anh biết Ngô Lâm không, Lâm Ngô hay Ngô Lâm gì đấy Anh biết chưa, chưa đấy, lại đấu thôi bây đá giờ với này, chị thôi thì bây giờ Nhiên. này, theo 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 anh nghĩ là Hải Nguyễn này, những cái chuyện của anh em mình ở chợ ở tức là gọi là anh em mình ấy, tức là những anh em mình gọi tắt được cờ đỏ đi, thì nói chung là theo anh cái quan điểm của anh này, tức là cũng là tất cả là đều tự phát, như ví dụ như anh là tự phát, cho Ở nên đây nhiều em người, nó là một cái xã hội thu nhỏ, có nhiều người đúng có tư tưởng khác nhau, có tính tình khác nhau, rồi. có cái kiểu cách khác nhau, cho nên là theo anh nghĩ ở cái diễn đàn anh không bao giờ anh đả động đến cái chuyện anh em ở ngoài đấy, Không, em rất là tôn trọng diễn đàn của anh luôn. thì thôi Rất thì thôi bây giờ này, theo anh nghĩ là bây giờ mình nói về bọn chống cộng cực đoan bọn kia, còn cái chuyện anh em thì nói chung đó là một cái xã hội thu nhỏ, mình sống làm sao trong cái những cái anh em ở bên ở gọi là cờ đỏ thì mình như như thế nào, thì nói chung là những cái khán giả ở bên dưới, ví dụ bọn em, anh là những người ở bên trên đi, đúng không, những bọn em hoặc là những người ở dưới, người ta nhận xét được hết, thì thôi mình lên trên diễn đàn mình chỉ có chống lại cái bọn chống cộng đoan và bọn ấy thôi, mình không nói về cái chuyện kia, mình hiểu như thế thôi nhá, theo anh nghĩ như thế. Rồi còn lại biết là cái vụ mà nó gọi là câu lạc bộ thích áo lính ở ngoài Hà Nội mình này này, anh không biết cái vụ cái đấy bọn mà sắp chung lỗ, cái bọn mà khoảng 40-50 tuổi nó mặc áo cái bọn áo đấy lính, anh biết bọn nó mà câu áo lạc lính nó bộ lên trên Hòa Bình, trên Sơn La, câu nó đã lạc bộ chụp ảnh Sơn La lên đấy, trên Sơn La bọn đấy, đúng hôm rồi. nọ em vào nó chửi em anh ạ, thế là em cho nó một trận, toán cái thằng già con già mẹ cứ mặc mấy cái đồ dở hơi đấy. Anh biết cái đồng chí Dương Vi không? Biết Dương Vi, Đấy. đồng chí ở trên Yên Hà Giang. Bái, Yên Bái, Yên Bái. Yên Bái, Hà Giang. Đồng chí đấy là đồng chí là cũng gay gắt về cái vấn đề là cái bọn câu lạc bộ mặc lính ấy. Cũng hay. Em nói thật anh, vào cái diễn đàn của anh thì nhiều khi là em thấy là rất có ích. Cực kỳ có ích luôn, bởi vì là sao? Mình có thể là mình diễn giải hoặc là mình nói về một cái vấn đề gì đấy để cho tất cả mọi người cùng hiểu về cái đất nước của Việt Nam mình anh Đúng. Anh theo thực ạ. tế trên trên quan điểm của anh nói với Hải Nguyễn là như này này, thực tế là mình chửi ba que chúng nó cũng không chết được, nó chỉ Đúng rồi. gọi là mình chửi thay cho những người nó, người ta quá bực tức với cái bọn mà chống cộng cực đoan thôi, Đúng rồi. thì mình lại làm công tác chửi thay thôi, đấy là có cái tác dụng để giải tỏa, không những giải tỏa ở mình mà giải tỏa cho những cái khán giả bên dưới nữa, đấy là mình Đúng chửi, rồi, đúng. nhưng mà nói về vấn đề gọi là tuyên truyền thì không giải quyết được cái gì Đúng rồi. đấy, không giải quyết được cái gì cả. Bây giờ ví dụ là mình, nhưng mà cũng có tác dụng là coi như mình để thỏa lòng tức bực của mình và những cái gọi là cái khán giả Em ở ở bên dưới, nói anh là gần như dạng là mình cũng hơi cảm hóa những cái người hải ngoại nhá. Em nói anh là không mình tuyên nhiều truyền người được em ạ. Anh mới kể mình cảm hóa cho Hải Nguyễn, gần như đúng rồi, cho Hải Nguyễn đấy các một bạn. cái câu câu chuyện như này, tức là sau cái cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày mùng 10 tháng tháng 6, thì hôm ấy anh mở cái mùng 10 hay 11 ấy, anh mở diễn đàn, sau buổi sáng Đấy. có một thằng bắt đầu nó chửi, coi như là nó chửi anh rất là tục, nó điện thoại luôn nó chửi, nghe chưa, nhưng mà anh trong đầu anh mày anh thử xem như thế nào, anh bảo bây giờ này, bảo nó chửi bảo là
tức là mày là thằng thằng xó, tại sao mày lại xử nhân dân hoặc là mày định đánh nhân dân nọ kia tất cả thứ, được chưa? Nhưng mà anh trong đầu anh bảo thôi mình xử nhau với nó thì nói chung là cũng bằng nhau, anh thử xem nhau. Anh bảo thôi rồi, bây giờ tao hỏi mày hiện nay mày ở đâu, bảo là tao với Cali, được rồi bây giờ tao nói mày, mày với tao có chung một 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 cái quan điểm, được chưa? Tao bị Tức là đi tao thì cũng chịu. thương dân mà mày cũng thương dân, tức là hai thằng có chung một quan điểm thương dân thì nói chuyện được với nhau, được chưa? Lịch sự thì bây giờ không gọi mày tao nữa mà gọi là ông tôi để cho nó mềm đi. Thì bây giờ này, mày có cái gì mày nói về cái đất nước Việt Nam hiện nay Đảng Cộng sản nó xấu xa như thế nào thì tôi sẽ giải thích cho ông. Trên quan điểm tôi, ông là người Việt Nam mà đều thương dân cả, thì mình cũng giải thích cho nó thế này cái kiểu, chứ nó im nó nghe, em hiểu không? Nhưng mà sau cùng tôi nói với nó thôi rồi, hôm nay đó là một cái cuộc nói chuyện thì đầu tiên là nó không được tốt đẹp cho lắm, nhưng dần dần thì ông với tôi cũng hiểu ra được một số vấn đề. Thì bây giờ tôi khuyên ông hãy tìm hiểu về đất nước Việt Nam và đọc những cái bài báo của quốc tế. Chứ tôi cũng không muốn là ông đọc những cái báo ở trong nước thì ông sợ là kiểu là báo chí trong nước nhồi sọ hoặc là có vấn đề gì nọ kia. Thì bây giờ này, thì ông tôi khuyên ông như thế, và tôi hứa với ông là tất cả những gì về đất nước Việt Nam tôi sẽ trả lời thật cho ông biết. Thì đến lúc nào đó ông rỗi rãi thì ông cứ điện thoại cho tôi, ông cứ message cho tôi, lúc đấy tôi rảnh tôi sẽ trả lời ông. Mà nói chung là nó ok, cảm ơn. Thì mình nghĩ rằng là mình cũng cảm hóa được một tí gì đấy. Đúng Đấy, rồi, mình đấy cũng cho có nên là cái mình tác nhiều khi là mình cũng thử xem nào, xem mình ấy thì đấy, tức mình thử mình chứ. cũng hơi tác động vào đó một tí. Đúng rồi. Hôm nay em đọc cho em xem trên cái diễn đàn dân chủ ấy anh. Có cái thằng gì đó, thằng gì bên kia đấy. Nó bảo là nó mời Đào Minh, tổng thống Trump của Mỹ ấy, mời Đào Minh Quân vào trong tòa nhà Bạch Ốc để diện kiến. Mà em đọc xong nó phì cười. Mà chả hiểu. Em nghĩ là cái ông tổng thống Trump ấy thì ông không bao giờ ông để ý đến cái Đúng người rồi, ai để ý, mà đúng rồi. không ai để ý luôn. Mà hôm nay mà chúng nó nói thế mà em phi cười chứ. Em thì em cũng comment em bảo chứ cái dân tộc neo chúng mày khi bây giờ cũng nổi rồi. Rồi, Thế là bạn Canavan chờ chị Dũng. nó chửi em luôn, nó bảo chứ mày ấy tức là cái thằng ngu học, rồi là cái thằng súc vật, rồi cái thằng tư lung tung ấy. Cái bọn đấy em xin lỗi anh này, nếu mà nói mà cái đất nước Việt Nam mình nhá, cái địa thế chính trị của mình bây giờ nó cũng đang lên rồi, Đúng nền rồi, kinh tế đúng mình tốt. càng ngày nó càng phát triển, mà cái địa thế chính trị của mình trên chính trường quốc tế ấy, Đúng nó rồi, không cái phải là gọi là cái vị thế của Việt Nam, vị thế của Việt Nam đấy, Việt trên trên Nam cái trên thị quốc trường tế chính là trị. không thua Vâng. nào đâu. Đúng rồi. Còn nhiều cái thằng nữa các bạn chứ, chống cộng chống tàu rồi chống cái nọ chống cái kia, rồi ra lấy Hoàng Sa về, Trường Sa về. Thế em mới comment bảo đấy, chúng mày bây giờ chúng mày về hết đây là 3 triệu cái bên Cali, chúng mày về đây chúng mày ra lấy đảo lại của tao cái thì bắt đầu là chúng nó chửi. Ê, thế chứ đấy là cái bọn dở hơi. Em hỏi anh là bây giờ cái vị thế Việt Nam ngay đến kể cả Mỹ nó đã là hòa hoãn với mình rồi, Bây giờ này nó đã mở. anh nói với Hải Nguyễn như này, bây giờ ví dụ như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Trung, khi mà ông nhậm chức thì là trong 10 nước Đông Nam Á thì ông sẽ thăm mình đầu tiên, ngay ở những cái năm đầu tiên khi ông nhậm chức. Còn ví dụ Đúng Tổng thống Bill Clinton này hoặc là Tổng thống Obama đúng không, thì gần những năm cuối thì những năm cuối thì ông mới nhiệm kỳ thì ông mới sang thăm Việt Nam. Nhưng thì Tổng thống vào Trung đúng không, Tổng thống Trung thì ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ ông đã sang đúng thăm Việt rồi. Nam và là thăm cái nước đầu tiên của những nước Đông Nam Á. Ông ngoại Nghĩa trưởng vừa rồi đối tác quân sự kinh tế đúng là được đấy. ông ngoại Nghĩa trưởng gì Nick Power gì đấy anh quên tên rồi, khi ông nhậm chức vào tháng 4 thì vừa rồi tháng 6 sang 6 tháng 7 đấy ông đã sang thăm Việt Nam luôn đúng không. Thì John như thế Campbell là nhá, có gì đúng, ông nước ngoại Việt Nam mình đại sứ John Campbell. đúng rồi, thì nước Việt Nam mình thì nó cũng có một cái vai trò rất quan trọng đối Đúng với rồi, nước Mỹ đúng không, chứ không phải người ta sang thăm chơi chơi khơi khơi vậy đấy, chứ không đúng phải rồi. chuyện đùa. Đây là vị thế của Việt Nam trên trên trường quốc tế càng ngày càng có uy tín đấy. Thì các ví dụ như thủ tướng Canada này, thủ tướng Úc này, một số nước lớn đều đã sang thăm Việt Nam trong cái thời gian gần đây, cho nên là mình cũng phải tự hào đúng không? Mình là người người con dân Việt Nam mình phải tự hào, chứ còn bọn ở bên kia chúng nó cũng coi như là chúng lúc nào cũng kêu gào coi như Việt Nam mình chuẩn bị chết đến nơi rồi, đất nước tan hoang không còn cái gì, bán cho tàu cộng hết rồi, tàu cộng tràn ngập đất nước Việt Nam. Cái sự xuyên tạc của chúng nó thì nói chung là những bà con mình ấy, gọi là hơi quan tâm một tí thì đã hiểu
nhớ chưa? Hiểu về coi như là những cái sự xuyên tạc của chúng nó mạng của Hải ra bị đứng rồi rồi nhớ chưa? Không ngượng miệng. Cho nên ngay cái trong buổi chiều, đúng là buổi buổi chiều hôm qua, mà chúng nó đưa cái thằng Ben Lê Sương, nó đưa cái phần mềm OBS ra, đúng rồi, nó bảo bây giờ coi hiện nay coi như là đã có cháy rồi, là chúng nó biểu tình âm mỹ lên ở đường Lê Duẩn trước cổng. Rồi mình mời Hải lên lại. Rồi bạn đang mời Hải thêm bạn. Thì bây giờ tôi nói bây giờ ví dụ nó xuyên tạc như thế thì làm sao mà những lần sau nó nói cái gì mà những người dân Việt Nam tin nữa, đúng không? Thì ngay thời điểm đấy tôi, nhà tôi quận nhất thì tôi đang có việc ở gần khu vực đường Lê Duẩn, nhưng mà đường Lê Duẩn tất cả các thứ này im lìm lìm, nhưng bọn nó xuyên tạc, nó lấy phần mềm OBS như thế thì mọi người dân thì người ta là làm sao người ta tin, đúng không? Cho nên là lũ chúng nó mà những cái thằng đấy nó kiểu nó xuyên tạc quá đấy, cho nên là nhân cái chuyện biểu tình vừa rồi. Rồi xin mời anh Nguyễn. Nhiều em coi là nhiều hôm em các bọn bà que nó vào chửi em, thì em bảo là thế bây giờ các ông ấy cứ về Việt Nam đi, các ông sẽ thấy Việt Nam nó phát triển như thế nào, có thua kém gì các nước khác đâu, mà cái đời sống nhân dân Việt Nam mình tất nhiên là nhiều nơi nó cũng khổ, cũng có nơi nọ nơi kia, chứ không thể sung sướng được cả một nước, không phải là đánh đồng nào. Tất nhiên rất đúng đấy, mạng về ở bên Hải có dâu về, hình như mạng của bên em có vấn đề hay là có điện thoại. Em ngồi, nếu mà ở nhà ngồi dịch lại chỗ gần mà wifi. Cứ Việt Nam